Hoa đậu biếc nhìn mỏng manh nhưng lại có tác dụng ngừa ung thư, chống lão hóa, lợi tiểu, nhuận tràng, tốt cho mắt, da, tóc. Hoa sau khi nấu sẽ cho ra nước có màu xanh dương hoặc tím rất đẹp. Các chị em nội trợ hay dùng để tạo màu khi nấu xôi, làm bánh. Ở Việt Nam, cây đậu biếc thường được trồng làm cảnh, neo giàn ở bờ rào và để lấy hoa, quả. Hoa đậu biếc có dạng trứng ngược, màu tím, rất đẹp. Ý nghĩa của hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc biểu tượng cho niềm vui bất tận, sự khởi đầu, duyên dáng, thanh nhã. Một dàn hoa đậu biếc trước sân như nói lên một phần tính cách của gia chủ. Luôn cởi mở, vui vẻ, dễ làm quen và gần gũi với những người xung quanh. Tác dụng của cây đậu biếc. Gần như tất cả các bộ phận của cây đậu biếc đều có lợi ích cho con người. Người ta dùng rễ của loại cây này làm thuốc chữa bệnh. Rễ cây có vị chát, đắng, chứa các chất có tác dụng lợi tiểu, nhuận tràng, cây sổ, làm dịu và săn da. Trà được làm từ hoa đậu biếc hay còn gọi là lam hồ điệp, đậu hoa tím hay bông biếc. Sau khi được sao khô, đun trong nước sôi sẽ thôi ra dung dịch màu sắc biếc tuyệt đẹp. Được mệnh danh như trà mỹ nhân vì nó mang vẻ đẹp khiến các chị em hoàn toàn mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trà khi uống có mùi thơm nhẹ và rất mát. Đây là một thức uống giải khát đang nổi đình nổi đám, được cộng đồng giới trẻ vô cùng ưa chuộng. Nó không chỉ mát lành, đẹp mắt mà còn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, một công dụng tuyệt hay nữa không thể bỏ qua của hoa đậu biếc là nhuộm màu thực phẩm. Có thể điều chỉnh lượng hoa để được màu xanh đậm hoặc nhạt. Vắt thêm chanh hoặc chất chua sẽ thu được màu từ hồng đến tím.